Bây giờ sư phụ cũng không có tâm trạng gì đâu để mà cứu chữa đâu. Thì tốt nhất là anh cứ đi về xong rồi đi lên bệnh viện. Con tôm rồi thì không thể nào cứu được. Độc ác cái nỗi còn một con tôm nó đáng yêu, nó dễ thương như thế mà lại sát hại nó như vậy. Xin chào mọi người nhá. Mấy anh em này đi săn thì phát hiện đấy có chỗ này có khả nghi có rắn thì anh em đang đi hục đào đây. Không biết là có cái gì không. Xin chào tất cả các bạn nhá. Em nghĩ chỗ này là có rắn lắm anh ạ. Có nhìn chỗ đường đi này phát hiện này kiểu này thì kiểu gì mà chẳng có hàng. Thế là tí nữa về lại được làm nồi lẩu chứ nhỉ? Hay cho nấu cao. Cho nấu cao chứ nồi lẩu anh em thì ăn suốt rồi thì cho nấu cao đi. Nấu cao thôi. Thấy gì chưa bạn nhỉ? Đào cái miệng ấy cho nó rộng ra. Đào ấy cho nó rộng. Ai? Chạy người ta, người ta đi đường. Thôi cứ đào đi, đào đi. Dạ? Dạ? Gì anh ơi? Anh nên theo người ta hỏi gì? Hỏi nhà anh Tài mà nó chữa rắn nó cắn này. Anh hỏi anh Tài có việc gì anh ơi? Rắn cắn mà em vào đây em hỏi anh xem có biết chỗ chỉ em cái em bị con rắn độc nó cắn bốt quá đau quá. Hỏi nhà anh Tài á, ở đây thì chỉ có mỗi sư phụ nhà mình nhỉ. Nhà bọn em ấy mà, nhà sư phụ em mà. Thì em xinh xinh cái gì đấy, cha này nó quen. Rắn nó cắn bốt quá đau quá. Không này. Em nhìn có quen không? Đây. Cái thằng này là cái thằng mà ấy chăn thần này đây nhỉ? Không, rắn tặc là người dân. Ừ đấy. Này nhưng mà chăn thần xong là rắn tặc xong là thằng này nghi nghi chứ mày. Thằng này ở trong cái như đâu chứ là cái đồng bọn với bọn nó cứ tôm sao. Đấy, con lên trên xem cái nào. Thôi được. Này ở trong cái tình nghi số 1 thế này. Thôi anh ơi. Anh không biết có nhớ bọn em không nhỉ? Nhớ bọn em kìa. Ôi đừng có giả vờ đi. Đừng có giả vờ. Anh không nhớ bọn em nữa thì còn ai nhớ nữa. Không, thật, anh đến đây có mục đích gì? Thế bây giờ thì chuyện cũng đã xong rồi đấy, anh còn đến đây làm gì? Nhưng mà anh em nhận ra là anh là thằng rắn tặc cướp rắn của em. Anh còn nhớ cái đợt xưa anh cướp rắn của em không? Anh còn giả vờ nữa. Thôi đừng có giả vờ. Chỗ em gọi là quá đơn nẹo đấy, anh hơi bị đơn nẹo đấy, em nói không, thật với anh. Anh còn mang chăn thần đi để lừa. Em không có lịch sự gì với anh đâu. Có đâu thật. Thì các anh xem nào, anh giúp em cái. Thật. Thật. Nhưng mà tay bị rắn gì cắn? Em không biết rắn gì mà cắn. Đấy. Bây giờ ấy, đau lắm. Thôi kệ đi, lừa gạt người dân xong rồi cướp rắn ấy thế thì... Mà anh ơi, em nghỉ cho ông này trong đội sĩ công của mà sư phụ. Em bị... Đây. Giúp em cái. Bây giờ... Cướp thì sao được anh? Bây giờ anh chưa đi lừa dân, bây giờ anh... Chưa đi lừa đảo người ta xong rồi bây giờ cướp rắn xong rồi... Mới vừa rồi lại còn bắt trộm thịt tôm nữa. Thịt chó nữa. Không thật, cái này em không có đâu. Nhưng mà anh giúp em cái cho em biết nhà anh Tài. Em bảo đứa rắn có gì em về. Để em xem chứ em biết được như nào. Có bao giờ ăn cắp mà tự mình nhận đâu mà. Dù với rắn gì nữa thì cứu làm gì. Bây giờ có đến một con tôm nó như thế mà lại bị các anh giết hại như vậy. Cái này thì em cũng biết thật nhưng mà để em về em xem em tìm người em biết. Đấy là bọn em là nói chung là không bắt được tận tay bọn anh đấy. Nhưng mà em nghĩ là chỉ có bọn anh bởi vì bọn em chẳng có thù hằn gì với ai cả. Thì trước đến giờ em chẳng có thù hằn gì với ai cả. Nên là em nghĩ bọn anh chỉ có bọn anh thật trả đũa rồi thì gan ăn tức ở hay gì đó thì là các anh bắt con tôm của em đấy chứ còn chẳng có ai cả. Tự nhiên không có cái lý do gì mà tự nhiên lại làm như thế cả.
Ừ, anh đi về đi. Cho anh Tài anh không cứu đâu. Anh em cũng không cứu cái việc ấy đâu. Bây giờ ông Tài nó mất con tôm ra nhà khóc nhà đang ngồi trước mộ tôm kìa. Suy sụp tinh thần từ mấy ngày hôm nay rồi này. Bây giờ các anh đấy. Bây giờ thở trọ rồi quyệt lừa dân xong bây giờ lại còn đang đi trả thù bắt thịt tôm thì bây giờ bọn em làm sao mà cứu được anh? Con chó anh không còn không tha thì tốt nhất là anh nên thôi, nên ra bệnh viện anh, đi. Anh giúp em cái để em về em xem chứ còn em thật sự em cái chuyện đó em không biết. Đấy thì anh giúp em cái. Thì em vào chỗ ngày dài để anh xem. Thôi anh đi về đi. Ở có gì anh đi bệnh viện đi anh ơi. Thì anh em mình đi nào đầu tiên. Từ hồi xưa đến nay xong là thật sự em bây giờ em bớt lắm ạ. Bớt lên tận đầu mong anh giúp em cái. Thật sự em không bớt lắm. Không ai cứu được cái kiểu anh về anh như thế đi. Bây giờ lừa gạt cho bao nhiêu người em bây giờ đến cầu xin đấy. Anh giúp em vào những ngày anh tài em. Bây giờ sư phụ cũng không có tâm trạng gì đâu để mà cứu chữa đâu. Thì tốt nhất là anh cứ đi về xong rồi đi lên bệnh viện. Con tôm rồi thì không thể nào cứu được. Độc ác cái nỗi còn một con tôm nó đáng yêu, nó dễ thương như thế mà lại sát hại nó như vậy. Không có một tình nghĩa gì cả ở đây cả. Còn chuyện tôm trước thì em biết rồi. Mong các anh ấy giúp em cái. Em vào nhanh tài để em ấy bút tâm rồi. Em không chịu nữa. Ừ, vào đi bệnh viện người ta không có thuốc mà. Bệnh viện cũng chưa được mà anh cứ đi ra bệnh viện đi. Bệnh viện nó hơi tốn tiền một tí. Em lên bệnh viện em sợ em chết mất. À. Ông đi vừa nói là ông biết tung tích của con tôm. Ai bắt trộm chó con tôm. Thật ra là mà quen biết nhiều trộm chó nhiều anh em có khi mà anh thấy là thì em đang hỏi tình nghi bọn này bọn số 1 chứ. Thực ra thì tính mạng con người cũng là ấy mà. Nghĩ đi nghĩ lại. Tính mạng con người cũng là trên hết. Nghĩ lại nghĩ lại. Thôi. Nhưng mà nghĩ tồn cay lắm anh ạ. Bây giờ không cứu người ta thì người ta đi bệnh viện cũng được thôi nhưng mà mình thôi được thấy cái gì đấy thì đưa về sư phụ lấy thuốc. Lấy thuốc cứu người xem người ta nói về rồi được còn chuyện về sau này còn phải xem là rắn gì cắn như nào á thì mới cứu được cái con như bây giờ đưa về nhà đâu hổ mang chú hay gì cắn thì cứu làm sao được thì cho người ta đi bệnh viện đi. Anh rắn gì cắn không biết rắn gì rắn có độc thế để cả người rắn rết anh để đâu thế nhưng mà anh ơi anh có biết đến sự việc tôm không có gì nói cho em biết xem nào. Cái gì em biết nhưng cái này thôi cứ các anh cứ cho em về nhà anh Tài cứu thì có gì xong rồi em bảo thâm hết tài rồi em có nhận ra con rắn gì cắn không em không biết em thấy đấy anh hứa nhá vẫn đã giữ rắn trên kia gì đúng rồi anh nhớ giữ nồi đấy có gì thì anh em mình đi xem rắn như nào rồi đây đây anh đưa anh lên đây rồi trở về không? Đây có phải xe anh không? Đúng rồi. Rắn này không bao rồi. Nặng phết. To phết đi. Hay là lấy cớ gì chắc con rắn gì hay bọn rắn độc. Hay chúng mày có cái gì? Mà cứ để cẩn thận em nhé. Ngoài ngoại này lúc nào con rắn rồi. Để biết là thế rồi anh nhưng mà. Nhìn thấy tay sưng như này là. Ui, hổ mang rồi. Hổ mang rồi. Hổ mang à? Đưa về ngay đi, đưa về ngay đi xem thế nào anh ơi. Hổ mang cắn đi. Thôi đi. Đưa về ngay đi anh ơi. Em xuống lấy đồ đi để anh chở về ông về. Vâng anh chở. Ông đi về đi. Nói chung là anh em bây giờ chỉ là cứu người thôi chứ còn cái việc mà hồi xưa làm sai trái là không thể chấp nhận được. Anh cứ đi về cùng anh em sẽ đến chuyện anh ở tận nơi anh. Anh cứ đưa anh về trước nhá. Có gì em về thu, sau. Em thu đồ hay là em đào lốt cái hang đó. Rồi đào được gì về xem như nào đó rồi tí đã tính sau đi. Vậy anh cứ về trước đi nhá. Đây bọn em thu đồ xong.